Vụ Vạn Thịnh Phát, lần đầu tiên có nữ doanh nhân dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt số tiền lớn. Luật sư của bị cáo nói rằng, lần đầu tiên có nữ doanh nhân bị đề nghị tử hình. Đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại rằng, đây cũng là lần đầu tiên có nữ bị cáo là bà Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền cực lớn. Viện Kiểm sát nêu căn cứ truy tố bà Trương Mỹ Lan tội tham ô tài sản. Sáng nay ngày 3 tháng 4, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử cho đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đối đáp vòng 2. Đại diện Viện Kiểm sát nói rằng, sau khi lắng nghe tất cả các ý kiến của các luật sư và những người liên quan, Viện Kiểm sát tổng hợp và đối đáp theo các nhóm nội dung, căn cứ truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tội danh tham ô tài sản, liên quan thiệt hại của vụ án và căn cứ pháp lý về hành vi đưa, nhận hối lộ. Về tội danh tham ô tài sản, các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chưa đủ căn cứ thỏa mãn tội danh tham ô tài sản đối với bị cáo Lan. Viện Kiểm sát nhận thấy, tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bà Lan cùng đánh giá chuỗi hành vi của bà Lan vi phạm quy định hoạt động cho vay trong hoạt động ngân hàng. Viện Kiểm sát cho rằng các luật sư tiếp cận bằng cách tách bà Trương Mỹ Lan ra khỏi SCB, từ đó nói bà Lan không có chức vụ, quyền hạn gì tại SCB, trong khi Viện Kiểm sát tiếp cận rộng hơn, đánh giá tổng thể. Theo Viện Kiểm sát, kết quả điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ việc bà Lan sở hữu và quản lý 91% tại SCB, bà Lan đã chi phối, đưa người vào SCB, biến SCB thành công cụ chiếm đoạt tiền. Cụ thể, bà Lan chi phối hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc SCB, trong khi những người này lại có chức vụ quyền hạn. Vì vậy, Viện Kiểm sát cho rằng, truy tố bà Trương Mỹ Lan tội tham ô tài sản là có căn cứ. Đại diện Viện Kiểm sát cũng nói rằng, các luật sư viện dẫn điều 353 Bộ Luật Hình sự để nói bà Lan không phải là chủ thể của tội danh tham ô tài sản. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành cao nhất tại SCB và bố trí, sắp xếp toàn bộ hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc SCB. Chính vì vậy mà bà Lan đã thỏa mãn, chủ thể tội danh tham ô tài sản. Bà Trương Mỹ Lan chi phối hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc SCB, trong khi những người này lại có chức vụ quyền hạn. Nên Viện Kiểm sát truy tố bà Trương Mỹ Lan tội tham ô tài sản là có căn cứ, đại diện Viện Kiểm sát đối đáp. Lần đầu tiên có nữ doanh nhân bị đề nghị án tử hình. Cũng trong sáng nay, đối đáp với các luật sư về thiệt hại vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng, đây là vụ án có đồng phạm, có tổ chức, các bị cáo thực hiện chuỗi vi phạm, người phía sau nối tiếp sai phạm người phía trước. Viện Kiểm sát vẫn xác định tổng số thiệt hại vụ án này là 677.000 tỷ đồng. Đây cũng là số thiệt hại mà Viện Kiểm sát quy buộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát cũng khẳng định, cơ quan tố tụng này không dùng định giá của công ty định giá Hoàng Quân để định giá thiệt hại. Các luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án sẽ thấy rõ Viện Kiểm sát định giá thiệt hại bằng cách nào. Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên tòa có luật sư nói rằng, bà Lan đã mang tài sản vào SCB để tái cơ cấu. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát định bà Lan sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ mục đích của mình. Bà Trương Mỹ Lan đưa tài sản đảm bảo chỉ là phương thức, thủ đoạn để rút tiền của SCB. Đại diện Viện Kiểm sát cũng nói rằng, tại phiên tòa, có luật sư nói lần đầu tiên nữ doanh nhân bị đề nghị tử hình. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng, nói như vậy là chưa đúng, bởi đây cũng là lần đầu tiên. Một nữ bị cáo dùng thủ đoạn rất tinh vi để chiếm đoạt số tiền rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.